Đầu tiên á, mình sẽ vào cái LinkedIn của mình. Rồi. Mình vào repository nha. À. Rồi mình bấm vào new. New một cái repository. Ví dụ như anh số 235 ha. Rồi. Được chưa? Ha, available ha. Rồi mình bấm vào private. Mình add một cái file readme, tức là khi mà mình tạo repository á, đến lúc mình bull về á là nó sẽ có cái file readme cho mình. Rồi, mình add thêm một cái git ignore. Git ignore này là dành cho Node.js. Cái file git ignore này á thì nó đã có một số những cái config ở bên trong rồi, nó sẽ ignore node module là cái cục mà khi mà em yarn install hoặc là npm install thì nó tạo ra cái cục node module đấy. Thì thường là mình không boot lên trên git của mình. Sau đó mình create. Ok. Thì trong cái project trong cái repository của mình sẽ có hai file git ignore và readme. Git ignore này nó có một số cái ignore liên quan tới project node.js, trong này sẽ có node module đó ha. Rồi cái file readme thì có gì, nó sẽ mô tả một số thông tin của repository. Ở trong này nó chỉ ghi là cái tên của repo thôi nha. Sau đó mình bấm vào đây, mình copy cái đường link này ha, mình vào trong cái bên Windows á, thì có CMD ha, còn bên Mac của anh thì nó là Terminal. Ví dụ như anh CD vào cái chỗ mà mình muốn cần lưu á, cần lưu cái folder này về dưới máy mình. Thì mình vào cái folder này. À, trong cái folder của anh thì hôm qua anh có tạo một cái repository là Node.js 2023.06.12. Bây giờ mình clone cái repository mình vừa tạo. Git clone nhá. Mình dán cái đường link nó vào. À, làm theo nhá. Enter. Rồi, mình xem là trong thư mục đã có cái folder đấy chưa. Có này. 235 Đản Trần. Rồi CD vào 235. CD vào folder này nha. Rồi, mình git status là mình check xem có file mới gì không. À, không có nhá. Mình mới clone về mà, chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ mở VS Code ra, mình code. Mình open này. Đây nha, mình open cái repo ra. Rồi. Hôm qua thì mình có làm cái bài về API. Mình sẽ bê code ở bên đó qua thôi. Mình sẽ bê hai cái ba cái. Thứ nhất là package json. À, cái thứ hai là package log. Và cái thứ ba là cái thư mục
Ok, có 3 cái nha. Rồi, mình cài thử xem cái server mình có chạy hay không. Mình bật cái terminal lên và mình phải cài npm install. Rồi đã cài xong. Cài xong thì nó có cái folder node module ha. Giờ mình xem cái file package.json. Mình bấm npm run start. Đó, server đã có rồi này. Đã lắng nghe trên port 3000 rồi. Bây giờ mình thử thử gọi một cái API nào xem nhá. V1 book đúng không? Anh dùng cái tool này, curl http localhost 3000 v1 get on book enter. Đó. Ha, có nghĩa là server mình đã chạy thành công. Rồi, anh tắt đi nhá. Tắt đi. Anh mở một cái terminal khác và mình sẽ làm cái bước là commit và boot lên trên Git ha. Rồi, đầu tiên là mình check xem những cái file mà nó thay đổi á, hoặc là những file mà mình thêm mới. Git status là có ba thành phần này: package log, package json và cái thư mục suộc. Em có thể sử dụng cái bên này. Em xem là những cái thay đổi. Ha. Sau đó mình phải check out qua một cái brand mới. Đợi anh chút, để anh sẽ chỉ cho là Git ở dưới máy mình và Git ở trên remote á. Remote là trên cloud á, là trên mạng. Git thì nó sẽ có hai nơi để lưu nha. Thứ nhất là trên remote hay là trên GitHub. Anh sẽ chia ra như này. Này là trên cloud.
anh gọi nó là cloud nha, cloud hoặc là remote ha. Đó, còn cái này là dưới máy tính của mình này, local này. Đó, thì những bước mà lúc nãy giờ mình làm á, git status này kia là dưới máy local. À, git status. Đó. À. Rồi, bây giờ mình sẽ check out qua một cái brand mới. Thì git check out nhá, trừ B. Vào một cái brand là anh đặt nó là tính năng feature. Feature, cái này là anh đặt tên cho nó là HTTP method nhá. Đó. Enter. Thì khi đó nó tạo ra một cái brand, em thấy không? Thấy cái hình cái màu đỏ này này, nó đã switch qua cái brand này rồi. Brand là một cái nhánh. Thì cái brand này á, nó đang nằm ở dưới máy local của mình. Ha. Đây. Git check out trừ B nhá. Feature HTTP method. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ add những cái file mới á, những cái thay đổi á, mình add vào. Mình add thôi, mình chưa làm gì cả. Sau đó, em thấy không? Tự dưng nó chuyển sang cái state change này. Đó, là cái này chuẩn bị để mình commit. Git commit nha. Tức là em sửa cái gì đó thì em phải có một cái tin nhắn để người ta lên đọc, người ta biết là những cái thay đổi của em á là nhìn chung lại á, nó làm cái gì ha. Trừ M feature create some API by HTTP method ha. Rồi anh enter nhá. Đó, sau đó khi mà tạo một commit rồi á thì code mình nó chưa được lưu trong máy local đâu. Đó, em phải git boot. Đó, khi đó code của mình đã được lưu trong máy local. À, thì anh sẽ comment ở đây, anh sẽ ghi ra ở đây nhá. Là git check out rồi, git add chữ A đúng không? Mình thêm tất cả mọi thay đổi. Sau đó là mình git commit chữ M và cái tin nhắn là feature 2 chấm là create some API by HTTP method đúng không? Nháy lại nha, enter. Đó. Sau đó là mình git boot. Git boot thì khi đó cái máy được lưu. À, cái code của mình được lưu trong máy local. Ok. Sau khi mà mình làm bước này rồi nha, thì nó có hiện cái dòng này này, git boot này, set upstream. Thì cái dòng này giúp mình đẩy cái suộc ở local á lên trên remote, lên trên cloud ấy. Đó, mình copy cái dòng này.
hoặc là mình tự gõ cũng được. Rồi, enter ha. Rồi anh note ở đây nhá. Git put trừ set upstream. Origin feature đây, mình làm cái dòng này này. Đó, mình gõ cái dòng này thì code nó sẽ chạy lên đây, nó lưu ở đây ha, nó save ở đây. Cái dòng ở trên á, git boot thôi á, thì nó xây ở máy local ha. Rồi xong, khi mà code nó được đẩy lên trên remote rồi thì mình lên trên git nè. Đó, mình reload lại cái nữa. Khi đó em thấy này, có hai brand nha, một là brand main, hai là brand feature HTTP method. Đó, ngay lập tức thì nó có cái nút là compare and pull request, tức là mình tạo cái pull request, mình bấm vào đây. Mình muốn mượt vào main thì em thấy cái mũi tên này này, nó drop vào main, và cái feature mà em mới tạo á là nằm ở đây ha. Ở đây là em có thể viết một số comment, hoặc là em tag thêm một ai đó vào là please review my source code, my new feature. Đó, nói rõ cho họ là em cần làm gì, hoặc là em làm một tính năng á, em cần test thì các bước test như thế nào để người ta vào, người ta test theo cách của em ha. Rồi mình tạo đó, khi mình tạo xong pull request á thì mình vào mình xem lại cái file trên này này, có những cái thay đổi của em á, có gì sai không, có lock hay là có những cái mà thụt vô thụt ra này, nhìn nó kỳ lắm ha, thì mình đi sửa lại và mình boot lại từ dưới máy local lên ha. Sau khi mọi thứ ok hết rồi á thì em qua em mượt thôi, mượt pull request nha, mượt confirm mượt. Ha. Mượt thành công á thì nó thông báo là pull request successfully mượt này và close này. Sau khi mượt xong á, em thử qua cái brand main. À, brand main này thì nó đã có code mới. Ha. Ok không? À. Có hai cái boot rồi. Boot cái đầu tiên là lên luôn rồi xong. Tại vì em đang ở brand main. Đây nha. Anh nói này, hiện tại anh đang thao tác trên cái brand này, feature HTTP method. Tại vì em không check out qua brand khác nên mà khi em boot lên á thì nó lên luôn main. Ví dụ như anh qua bên khi mà anh boot lên, anh mượt vào main nhá, thì anh qua cái brand main này, git check out main. Đó, anh pull về lại lần nữa, pull về có nghĩa là lấy code mới nhất của brand main về. Đó, em thấy nó cào về không, packet lock này nó leak ra luôn, packet lock trên sân như cái file ở trong cái thư mục sụp. Có nghĩa là code mới nhất đã có tính năng mới ha. Ok không, xong nha. Mình làm bài tập thứ 6 thì mình cũng làm cách này. Và đến cái bước mà tạo pull request á, là em cứ để nguyên vậy, để anh với anh Hải vào check. Mọi thứ ok xong thì em mở.